đó, ông vay đó, ông vay đó, đó thấy chưa, đó thấy chưa, hồ thử chuyên dịch cho ông sợ rồi, ông vay giờ thấy chưa, thấy không? Rồi, quay không lại có gió nha, chia sẻ với mọi người là không có gió, không có gió. Mỹ đúng rồi đó, thấy chưa? Để được cái quả trứng gà, đây xin lỗi, đây là quả trứng vịt, trứng vịt. Thôi khi đang nướng lên. Biết không thì cái viên đá hình ông Tà ở miền Tây á thì thường được phủ một cái khắc màu đỏ. Cái này ông Tà đỏ nè. Ông Tà đỏ. Đó. Tà đỏ đó. Thấy không? Ừ. Tà đỏ. Sao mà cơ duyên nào mà hai viên đá này lại ở nhà cô bạn? Vậy bao nhiêu? Nên lấy giá trời giá phạt cho tôi gặp ông Tà để tôi đem về để tôi nuôi. Tôi cúng quải này kia nọ cho ông. Thế tôi muốn mua ớt nhang. Mua ớt nhang tôi chạy từ hồi sớm tới cỡ 10 giờ. Cái tôi nói nếu mà ai có ông Tà có linh thiêng cho con gặp ông đặng con dước ông về thì mới về giái ngang ngó ngang gặp ổng nó mua ớt nhang ở ngay ở trong miễu á, ở trong cái miễu á, mà cái miễu nó chơi chọi chứ lắm. Tôi mới nói thôi giờ tôi ấy viên đá này tôi về tôi nuôi ông, tôi cúng quải cho ông về đây đặng cho ông ở với con độ con bán số chàng đã câu ông độ về đâu mà nó ế cỡ nào ông nè bán chút xíu trơn. Nam mô Di Phật, Nam mô Di Phật, Nam mô Di Đà Phật. Nhờ ông Tà đỏ ông vay dùm cho một dòng mà nhang cho khách phương xa người ta đến người ta giếng người ta thăm ông đó. Giờ ông vay một dòng nhang cho ông Tà. Giờ ông vay dòng nhang cho ông Tà, ông có linh thiêng cho ông vay dòng nhang. Ông bay cho anh dầm nhang đi ông. Ông đòi hút thuốc cái gì đây. Ông bay dầm nhang đi ông Tà ơi. Nè ông hút thuốc đi ông. Hôm nay tới ngày Ấn Độ bán vé số này giờ cho con xin sửa cái nhang lại nha ông Tà. Ông quay vòng đi ông. Ông quay sao đó ông quay cho người ta thấy đi cho những người ta mới tin ông. Cái mà ông không quay là người ta không có tin ông đó. Ông Tà đỏ ơi quay đi ông. Ông vừa già này ông linh hiển lắm, ai có bệnh này kia kia nọ là vuốt ẩn cái là hết à. Có hổm cô liễu cô bệnh đó, coi nó cô bệnh cái cô lại cô giái mà đau cái gì chỗ này mà không biết bữa nay hết chưa không biết nữa giái là vay đem người già nhất nhất ồ ông thẳng nhất đó nhất nhất rồi vay đem cái mạnh lên đi ông ơi, vay lên đi cho người ta thấy người ta hiển linh, người ta mua đồ rồi người ta cúng ông. Ông không có quay giờ á, người ta không có mua đồ. Đó, đang cứ biết rồi đó. Ông quay một vòng cho tụi con xem không? Ừ. Mấy vòng đi ông Tà ơi. Ông có linh thiêng thì ông quay đi ông. Ừ, rồi đó, ông quay đi ông ơi. Người ta tính ngưỡng với ông, thấy ông linh đó. Ai vậy? Bây giờ vậy nè, tôi hồi đó giờ tôi cũng chưa thử chiến dịch đó. Bây giờ cho con thử chiến dịch trên lưng ông. Đó, ông bay đó, ông bay đó, đó thấy chưa, đó thấy chưa. Ông hồ thử chiến dịch cho ông sợ rồi. Ông bay giờ thấy chưa. Không? Rồi, không có gió nha. Chia sẻ với mọi người là không có gió. Không có gió, đây đâu có đó. Trong nhà tôi đâu có gió đâu, cứ quạt máy là bên kia. Đó, đâu có chú còn nực nữa, mấy chú còn nực nữa nè. Phun sức mồ hôi luôn. Ừ. Mỹ đúng rồi đó. Để được cái quả trứng gà. Ờ đây xin lỗi, đây là quả trứng vịt. Trứng vịt. Nó khi đang nướng lên. Thật với mọi người á thì viên đá của ông Gùa, ông Quy á thì về ở mặt trên á nó có độ cong quá nhiều, độ mình gọi là độ nhám á Phong. Nhưng mà ở đây đặc biệt là viên đá ông Tà này thì mình thấy một sự linh thiêng, đó là độ nhẫn, độ nhẫn bóng của nó và hộp dịch có thể đứng được. Đây, quay nãy giờ thì khi mà cô Bảy dựng á
mình sợ dựng không được nên dự định tắt máy và bây giờ thì cũng mới thấy gõ gan. Ông có thể quay 360 độ cho mọi người thấy được nè, từ trên xuống nè. Em thì quay liền mạch cho mọi người thấy rõ luôn á. Em có tin không Phong? À, bên đây nè. Thật ra thì điều này thì cũng khó có thể mà giải thích được không ha. Nói với mọi người á, thì cái trứng vịt này á là cái trứng vịt sống. Trứng vịt sống chứ không phải là trứng vịt chín. Sống thì cái độ nước ở trong trứng á nó có lỏng và nó sẽ dễ bị chao đảo, mà cô bảy lại dựng được. Không ngờ luôn. Nè. Này, xét luôn nè. Không thấy không? Rồi, cũng hôm nay thì cũng cảm ơn cô Bảy rất là nhiều cho tụi con xem hai sự linh thiêng về ông ta và Dư cô Bảy gọi là thần bà rùa. Bà rùa, bà rùa vàng. Dạ. Hy vọng nào hôm nào ghé thăm đàn chó thì ghé thăm Bảy sách Liên Hương ở đây trò chuyện hơn nữa, nhiều hơn. Dạ, rồi. Tôi có lòng cảm ơn mấy chú nha. Dạ. Có dịp thì cứ đến thì cái gia đình tôi như vậy đó thì chú coi Mạnh Thường Quân nào khá khá đó thì giúp đỡ ủng hộ giùm. Thành thật cảm ơn Phong. Em về cái máy của anh quay qua một vòng rồi mình nói cho mọi người thấy rằng là đây không phải là một cái sức chịu. Thì bạn nào mà có không có biết được cái hiện tượng này thì hãy giải thích được thì hãy bình luận ở dưới cho mình nha. Tại vì thì ở đây thì không giải thích được Phong ha. Để em lấy ra cho mọi người thỉnh. Chưa, em lấy máy quay em lấy luôn. Được. Không có gì hết nè, cũng không có gì hết. Này cái đầu là đầu nhọn luôn á. Mình để em được rồi. Cũng được. Này là nó láng. Rồi con cảm ơn cô Bảy rất là nhiều nha. Rồi, tôi cảm ơn hai chú nha. Cái dịp nào thì cứ đến vay biết số điện tôi rồi đó. Bây giờ cô Bảy cho con thỉnh lên đi nha. Thỉnh ông tài với con.